Ý cho nha, vừa vừa thôi, không anh cây được. Dạ? Không, nhắc gái lắm đâu, dám anh cây đâu. Em ấy thì vô. Dạ? Em ấy thì vô cho nó mạnh mẽ. Thôi, cây lắm. Không anh cây được. Sợ cây giống gì đó. Tôi tìm, chào tất cả các bạn. Sáng bên mình đây vẫn là Hiệp Mỹ nha các bạn. Hiệp Mỹ là một cái vlog thử thách nhà quê lên Sài Gòn sống thử như thế nào nha các bạn. Nói chung cuộc sống thì ở quê thì ấm êm rồi, chứ không phải như ở Sài Gòn đâu. Gặm bánh mì, hai anh em mình đang ở ngoài một cái bờ kè nha các bạn. Gặm bánh mì cứu đói sống qua ngày thôi. Sài Gòn đang mưa, chung là vừa mới tạnh mưa thôi. Sáng giờ anh em khá đói, bây giờ đỡ ra ngoài bờ kè ăn bánh mì sống qua ngày. Ủa sao ở nhà đồ mẹ đồ nấu cơm đồ ăn no, muốn chui vô Sài Gòn chi mà làm thử thách, chui Sài Gòn sống chi vậy, đói khổ vậy thì bị chơi thử mà đói quá đây. Mì cá ăn ngon. Anh em mình vừa mới mua hai bánh mì xong các bạn, hai bánh mì 30.000 cho mấy đâu, ăn cứu đói. Có mặt á. Thêm Sài Gòn bánh mì ngon hơn đúng không? Ngon quá ngon. Thì bét lắm. Bây giờ mình mua bét thôi. Quên nhiều. 10.000. Sài Gòn này đi nói thẳng đi vệ sinh tốn tiền, đừng nói gì đi ăn uống. Căng lắm các bạn ơi. Các bạn nào ở quê ở với gia đình thì nên ở quê với gia đình nha, đừng bé như Hiệp Mỹ chơi dại lên Sài Gòn sinh sống thử thách nha. Lên đây ăn bánh mì suốt. Nói chung là Hiệp Mỹ vô chắc được mấy ngày ta? 5 ngày. Hiệp Mỹ vô chỗ mình chơi 5 ngày rồi các bạn ơi. Mấy ngày toàn kẹp bánh mì không luôn. Trúng trai nữa, đâu ai nấu cơm đâu các bạn. Chỉ biết ăn bánh mì sống qua ngày thôi. Đến Sài Gòn thấy vui hơn ở quê không mày mấy? Vui mà cũng có vui mà có sao ảnh gì không, hai sáu không. Nói chung là bây giờ nói câu thực sự là mình là Sài Gòn vui hơn quê. Vui hơn quê. Vui hơn đúng không? Chung Sài Gòn này nó nhộn nhịp vui lắm các bạn. Đầy thành phố xa hoa mà lộng lẫy mà các bạn. Gái, đặc biệt gái nhiều lắm nha. Thế chỉ có đó. Mì ngon. Lóc dép ngầu. Lóc dép ngầu hóng tin tức Sài Gòn. Đúng rồi. Sài Gòn trai nhất. Trai nhất. Thì mày dép đứt luôn các bạn. Dép mày 2 năm mới nhận. 2 năm rồi. 2 năm rồi. Mới có 2 năm mà gì đâu. Dép mới có 2 năm mà. Dép mình mang 3 năm mà các bạn ơi. Dép mình nè. Đó. Nó không phải mà tính cho dép mình. Bây giờ mà đi vô cái nền nhà các bạn. Nền gạch bông á. Mà phải nói đi nha. Mà nó trơn á. Hơn cả trượt mà. Trượt ba tin không có túi rồi. Trượt mà kiểu như trượt băng tuyết các bạn. Đi là trượt. Khỏi cần lấy thớ mà. Chúng đang cấp đó. Thực sự đang cấp. Thôi giờ anh uống mì xong nên mình đi siêu thị mua dép nha. Mua dép không hay đợi, thông cột lại nha, tốn tiền rồi. Để dành tiền mai uống bánh mì sống qua ngày giờ lấy gì sống. Để cho nữa nè. Thôi dục đi mà, mua dép máu đổ nữa nè. Đôi dép vàng trong làng YouTube đó các bạn, không có chuyện đơn giản đâu. Đất hai bên nữa. Thì ở đất hai bên đây nữa. Thôi anh chuẩn bị mua cái đầu jeep. Lâu lâu mình phải mua cái đầu jeep trong Sài Gòn thứ khác đó, jeep ở quê như thế nào không chứ. Nó mắc hay rẻ gì không chứ. Đi ông siêu thị gần mà. Anh em mình ngầu gần siêu thị các bạn ơi. Đấy siêu thị ngay chỗ tay mình luôn các bạn. Ngay đó luôn, bây giờ chỉ cần anh em mình đi bộ ven qua đường là mua được thôi. Mua được ngay. Thôi đó ăn xong bánh mì này, mình cùng Mỹ chắc phải qua mua mỗi người một đầu jeep các bạn ơi. Bây giờ mình dục dép cái hả? Không chơi. Dục luôn, đi công vô mua cho chắc. Đấy. Đấy, dục cũng xong Sài Gòn. Đấy. Lực lắm. Hiệp lắm, dép mình dục luôn Hiệp ơi. Đây. Nước nè, phi tiêu nè.
Tôi cho mình là một kênh nha các bạn. À, bây giờ anh em mình sẽ đi qua siêu thị để mua dép và qua cho các bạn xem luôn nha. Lên cây. Em này. Sao anh yêu? Mày ơi. Ừ. Em người yêu mày xe máy. Có cái im không? Mới mua và tới nơi đây các bạn. Mình là đôi màu xanh nha các bạn. Còn Hiệp Mỹ là đôi màu đỏ. Đấy. Review liền. Đấy. Chiếc Sài Gòn nó chắc hơn chiếc Uber nhiều vậy. Chắc nghiệp. Thế mới đẹp trai. Dục luôn. Tới lắc rồi lại. Đó, Jeep của mình đây nha các bạn. Mình thích màu xanh. Nó hòa hợp với thiên nhiên. Ê, bước giùm mấy cái tim này anh cây. Ừ. Sao chỗ này nó bị keo người ta? Thôi để anh mang vô thôi. Thử nói lấy chiếc được chiếc cái đó các bạn. Jeep đẹp không? Chân nó cũng đẹp luôn. Jeep nó cũng đẹp luôn. Nhảy làm cái điệu nhảy thôi Hiệp. Làm cái điệu nhảy đẹp không? Nhảy như cái bánh vậy chứ. Đấy bạn, Jeep xanh mình rất là đẹp luôn nha. Jeep rất là đẹp luôn. Giờ mua Jeep làm gì à? Ngủ ý. Nấu làm bài luôn 12 loại. Ok các bạn ơi, hành trình thì anh em mình vô đây thì có mua Hiệp Mỹ mua anh em mình mỗi người một đôi dép rồi các bạn. Cả đâu? Cả rô á. Dưới này phía dưới này cả rô rất nhiều các bạn nhìn thấy đồng sông rất đẹp không? Hoặc là lá cành nữa khá là đẹp luôn nha. Cái con kênh này là rất là đẹp luôn. Nhìn ra phía ngoài bên đây là đường phố cầu. Nói chung là tuy nước hơi đen nhưng mà thủy triều lên xuống các bạn, lên xuống thất thường á, nên nước cũng khá sạch. Đấy. Phía này là một con trâu. Còn trâu đồng rồi các bạn. Trâu đen. Trâu đen. Còn lâu ngày Mỹ lên tung tăng đi ngắm hoa ngắm cảnh dưới đó rồi các bạn ơi. Cá xa. Bởi vì dưới này cá các bạn khá nhiều luôn nha. Khung này chiều lại đứng ở đây khá rất là mát luôn. Ngắm cảnh này hết bài luôn các bạn. Phía bên kia là Landmark 81 tầng kìa. Đó các bạn, 81 tầng nằm ngay đó luôn nha, khá là cao luôn. View nhìn ra là Tết là coi chỗ đá bánh pháo bông là hết bài luôn các bạn. Đại ngày đại. Khá là cao luôn, trên đó bánh Tết bánh hoa đẹp lắm á. Rồi giờ mua dép rồi, giờ sao nữa? Tối nay tính ăn gì? Ăn mì nữa hay mì tôm? Mua dép thì thấy hai thằng ăn mì tôm quá. Rồi nó nói đây là một buổi chiều cuộc sống sao rồi vậy? Nhưng mà giờ tường thật lại cuộc sống ở Sài Gòn này nó sung sướng hơn quê nhiều không? Sung sướng hơn mà tiền nhiều quá, chợ trơn lại. Bác còn phải bị xa quá. Có gì đâu mà. Tiền là tiền là Phật mà, là sức bật của lò xo mà. Là thức đo của tôi trẻ, là sức khỏe của tôi già. Bây giờ phải kiếm mấy lò đất vô này chắc tán rồi. Không. Phải bữa nào gì lậm trộm số đất, thử thách lậm trộm số đỏ của bà nội này bán Hiệp. Bán xong vô Sài Gòn sinh sống luôn. Bán xong biệt xứ sao quê con nhớ mẹ luôn. Tết luôn đúng rồi. Vô này Sài Gòn ở vui nhiều thứ chơi hơn. À nhiều thứ đó thì bánh xe đi ôm luôn. Hiệp mấy ngày đó cứ vô trong này là đi massage không các bạn ơi. Thôi thì vlog anh em mình quay lại một cái kỷ niệm thôi, buổi chiều rồi của cuộc sống Mỹ. Hiệp Mỹ làm thử thách vô Sài Gòn sinh sống thôi các bạn. Khổ quá Hiệp Mỹ thăng. Chắc Hiệp Mỹ sắp phải quê quê rồi. Chắc mình phải làm một vài cái tiệc nữa đó. Chuẩn bị sắp phải tạm biệt Hiệp Mỹ ở đất thành phố Sài Gòn xa hoa lộng lẫy này rồi. Tôi đi massage cái okay, mai mốt gì à? Đi gì à? Đâu? Cái gì mà muốn nói cái gì? Cái bùi nghiệm cái gì? À bùi viện á. À, Hiệp bữa giờ vô đây nơi nào đi rồi nha các bạn, chỉ có bùi viện là chưa đi nè. Hiệp muốn cảm giác đi bùi viện thì chắc mai chiều mình phải đi bùi viện, dẫn Hiệp Mỹ đi bùi viện chơi một hôm mới được. Thôi thì cái vlog tới đây mình cũng xin khép lại. Nếu bạn cảm thấy vlog yêu mến anh em mình, đừng quên để lại cho team và Mỹ một like và nhấn kích vào đăng ký để nhận được những video mới nhất từ team nhé. Bye bye.